Này bánh phồng á anh. Ăn thử miếng ngon. Phồng sợ tay dơ quá. Dạ. Bánh phồng các bạn ơi. Thử nha các bạn. Giòn giòn ngon các bạn ơi. Giòn ngon. Giòn ngon. Ngon. Mực này nhiêu ký chị? Mực có 5,5 kg. À. Mực này 5,5 kg các bạn ơi. Cũng cao á, cũng chắc mực ngon. Mời các. Hôm nãy điện gì vậy? 5,5 kg là giá bình thường. Mời các, mời các bạn nha. Xuống chai nè. Nó cũng vừa rồi. Nè. Đi. Đi ngủ sớm mày. Mời các bạn nha. Ngon bà. Ớt vẫn ngon. Mặn ngon. Món nhậu bia đúng bài bà. Không kêu các bạn nhậu nha. Rất cay ngon bà. Ghê hả? Không có ngán hả? Mực mà nó đâu có ngán. Ngon các bạn. Nó dễ ăn mà. Dạ. Được. Từ để em review cái đi kêu rồi. Bánh phồng này, bánh phồng của gì chị? Cái lạnh chứ không phải. À. Vàng chứ không phải bánh phồng của. Dạ. Chị ngồi em hỏi xíu coi. Bánh phồng cái lại hả? Bánh phồng ca lại các bạn ơi. Cái này là gì anh? Để chơi, thôi chơi. Người ta làm á, bánh phồng này nó không chuyên mà bánh phồng sa giang. Bánh phồng sa giang mới ngon. Dạ, xong rồi. Bánh phồng sa giang cái như tròn. Dạ. Ở quê chị mua bánh phồng sa giang không? Tại vì ở quê chị là bánh phồng sa giang xuất khẩu mà. À, bánh phồng sa giang xuất khẩu. À đúng rồi, bánh phồng sa giang ở Sa Đéc. Ở quê chị. Chắc đắt lắm hả chị nhỉ? Đắt quá, bánh phồng đó nó ngon. Xuất khẩu mà, đắt mà. Cái này là món gì chị? Cái này xương hầm củ cải hả chị? Xương hầm củ cải. Cà rốt. Cà rốt nấu à. Tiếu ăn á. Dạ. Mực nữa. Mực nữa nè. Xương các bạn, xương heo. Xương với mực. Dạ. Nấu hủ tiếu. Xương heo. Nấu để mình ăn hủ tiếu. Củ cải. Đủ, ăn bánh canh nữa. Dạ. Cà rốt. Sáng giờ anh Phương đâu có sống gì cơm, sống gì hủ tiếu. Nấm rơm các bạn ơi. Mực. Ngò thơm. Cái này mực tươi hay mực khô á chị? Mực khô, mực khô. Nướng này mình xé để vô đó, nó ngọt nước nó ngon. Ủa cái này nấu sao chị? Cái này mình cũng nấu như nấu súp bình thường. Đấy là mới ăn đầu nấu sao á? Bắt lên thì mình để rửa sạch ấy, mình nấu cho nó mềm xương. Nó mới đầu mình phi hành mỡ gì không? Hành không. Hành tỏi gì không? Không, cái này mình hờ khỏi phi. Mình bắt nước sôi đúng không? Bắt nước sôi lên mình để vô mình rửa xương sạch. Xương chứ. Rửa xương, rửa đồ sạch nha. Mình trụng, trụng sơ nó bỏ cái chất dơ ra đó. Dạ, yeah, dạ. Yeah. Thì cái mình mới để vô mình nấu, mình để muối vô cho nấu cho nó hầm cho nó mềm xương ra. Cái bắt đầu mình mới để bột ngọt, đường vô. Là nước sôi, mình bỏ xương vô. Xong rồi mình nêm nếm. Nêm nếm, rồi mình mới để củ cà rốt, củ cải trắng vô với nước mực. Nước khô mực ra, mình xé nhỏ nhỏ ra mình để vô. Mình nêm cái gì chị? Không, mình nêm hạt nêm. Hạt nêm? Ừ. Với cái gì nữa không? Muối với hạt nêm. À. Đường thôi, tí như thế giống như là một thìa cà phê đường vậy thôi. Dạ. Thìa hay thìa vậy thôi. Dạ.
ít đường, ăn đường nhiều quá không đâu có tốt đâu. Mình dạ dạ đúng rồi, nghe người ta nói ăn đường nhiều không tốt. Thôi, còn có đường một chút xíu thì nó cầm cốt thôi. Dạ. Cái này chị nấu không cho để đường. Giờ thử món này nha các bạn. Ăn. Dạ. Ăn đường nhiều không tốt. Nhìn ngon các bạn ơi. Tuyệt vời các bạn ơi. Ngon dạ. À vậy là mình bắt nước sôi mình bỏ xương thôi, mình không có phi hành tỏi ra thôi. Không, cái đó là mình chừng nào mình ăn mình mới phi hành thế vô. Dạ. Cái này nè ăn hủ tiếu ngon, hầm mì vàng đúng bạn. Ăn có giá nữa. À, có giá mình bỏ vô. Ừ. Cái này là hẹ, cái rau mùa ngò với hẹ hả, có hẹ nữa hả? Cải salad hẹ mà hẹ. À. Mà để vô đây hẹ, để riêng ở ngoài. À vậy là cái này hành lá mình hả? Ăn cái mình mới để vô hành lá. Ừ, ngon ngon các bạn. Hành củ, hành gốc á mình để vô. Tùy ngon. Mình món này ngon các bạn ơi. Lộn xộn nhiều mình ở nhà mình nấu ăn chất lượng ngon hơn ở tiệm. Tiệm nó nấu thì xương thì không nhiều mà yeah. Nhà chủ yếu là hạt nêm nhiều. Yeah. Mình nấu ở nhà mình xương nhiều. Yeah. Với lại khô mực rồi mình cũng để vô cũng nhiều nữa, nó ngọt nước đó. Hạt nêm phải no hả cho hả chị? Ừ, phải no. À. Được bao nhiêu ngon. Like rồi. Ngon á.